là nhãn cần phải được ưu tiên đặt ở cổ tay phải, mắt cá chân phải, dễ nhìn. Anh ơi, nhóm em không có coi được slide. Ok, để anh xem nào. Rồi ok cho em. Ok chưa? Dạ thấy anh. Rồi rồi ok. Rồi ha. Anh sẽ tiếp tục ha, là cái anh đang nói tới cái số 3 này nè, là yêu cầu phân loại thẻ màu đó. Ở số 3 này là nhãn cần phải được ưu tiên đặt ở cổ tay phải và mắt cá chân phải. Tại vì khi mà trong đầu một người nhân viên y tế khi mà ra hiện trường để cứu nạn đó, thì họ sẽ nghĩ đặt nhìn ngay đến bệnh nhân, thì họ sẽ nhìn ngay vị trí này, nhìn ngay cổ tay phải và nhìn ngay mắt cá chân phải. Nếu mà thấy những người này đã được gắn thẻ rồi thì họ sẽ không đánh giá nữa để tránh mất thời gian ha. Đó là cái mà ý nghĩa của cái nguyên tắc số 3 này. Thứ tư thì là chất liệu khó rách, và thứ năm là có thể ghi thêm cái thông tin cần thiết. Đây là cái quy trình STAR ha. Quy trình này thì chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ ha. Thứ nhất là đầu tiên mình sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có đi lại được hay không. Nếu mà bệnh nhân đi lại được, không quay lại ha, cái nhóm đó bị sao? Đang chạy lại ha, hay là đang kết nối lại hay sao? Không thấy luôn không, hiện tại là anh chỉ còn có hai nhóm thôi nè. Đúng không, mình chỉ còn hai nhóm bên đây, không thấy slide. Ok, để anh làm lại. Rồi, ok ha. Ok chưa, cái nhóm mà mới không thấy đó thì các bạn đã ok chưa? Một bạn trả lời giùm anh. Rồi rồi ha. Đây là cái nội dung chính ha. Quy trình thực hiện start Anh ơi, tới thì tụi em không thấy nữa anh ơi. vậy. Cả hai. Dạ rồi, thấy Rồi anh. rồi cả hai nhóm ok ha. Rồi thì cái quy trình start này á, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có đi lại được hay không ha. Nếu mà đi lại được thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân mã màu xanh. Rồi thứ nhất ha. Rồi tiếp theo, nếu mà không bệnh nhân không đi lại được thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá hô hấp của bệnh nhân hoặc là nạn nhân ha. Hô hấp của bệnh nhân hoặc là nạn nhân thì ở đây nếu nạn nhân không tự thở được ha, không tự thở được thì chúng ta sẽ tiến hành khai thông đường thở ha. Cái quy trình khai thông đường thở này mà tiếp tục nạn nhân không tự thở được nữa thì mình sẽ đánh giá mã đen là xem như nạn nhân này đã tử vong ha. Nếu mà sau khi khai thông đường thở mà nạn nhân thở được thì sẽ là mã đỏ. Rồi, đó là bên không tự thở được ha. Còn nếu ngay từ đầu nạn nhân đã tự thở được thì chúng ta sẽ đếm số lần thở của nạn nhân ha, với tần số
Nếu mà tần số thở này lớn hơn 30 lần trên phút thì mình sẽ đánh là mã đỏ. Còn nếu mà nhỏ hơn 30 lần trên phút thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra đến cái tuần hoàn. Tuần hoàn ở đây hồi nãy giống như là chúng ta sẽ thấy trên cái clip á. Trên cái clip á thì chúng ta đã thấy được một cái nghiệm pháp người ta làm, đó là nghiệm pháp mà bấm đầu ngón tay đó để mà xem cái giường mao mạch ở đầu ngón tay ha, thời gian đổ đầy mao mạch đó. Thì nếu mà thời gian này lớn hơn 2 giây thì chúng ta sẽ đánh giá đây là mã đỏ ha. Còn nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng 2 giây thì sẽ tiếp tục đánh giá đến thần kinh hay là tình trạng tri giác của nạn nhân ha. Đối với cái tình trạng tri giác này thì mình sẽ kêu nạn nhân là nắm chặt lấy tay tôi ha. Cái một cái ý định đơn giản nhất là kêu nạn nhân nắm chặt lấy tay tôi ha. Nếu mà nạn nhân không nắm được thì sẽ là mã đỏ. Còn nếu mà đáp ứng được y lệnh, tức là nạn nhân nắm chặt được, thì sẽ là mã vàng. Tức là người ta đã thông qua được hết ba cái test của mình. Cái test nhất là về cái hô hấp nè, số lần thở. Thứ hai là cái... Alo? Ok, để anh check. Thiếu gì em? Ủa, anh đang trình chiếu hai bên hết mà. Ở link thứ hai thì anh nó để là bị mất kết nối. Là hiện tại anh đang có hai link nè, anh đang ở hai nhóm nè. Còn một cái thì bị mất kết nối. Rồi, ok. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra lần cuối ha. Anh đang ở cái nhóm mà có bạn Nguyễn Thị Thu Hà nè. Anh thấy Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Hữu Lợi, Nguyễn Quốc Trung nè, một trong các bạn này là xác nhận trong nhóm này là nghe đúng không? Nguyễn Hữu Xuân Vi là nghe đúng không? Rồi ok. Rồi. Rồi, anh đang ở nhóm thứ hai có bạn Cẩm Tú, Trần Tuấn Kiệt, bạn Quý rồi nè. Các bạn ở nhóm này xác nhận giúp anh là có đang nghe không? Chế Thị Thu Hiền nè. Rồi, ok. Rồi, anh đang ở nhóm của bạn Lê Minh Anh, Lại Khôi Nguyên, Nguyễn Như hay là Lê Thị Kim Ngân nè. Là các bạn có nghe không? Rồi ok ha, vậy mình tiếp tục ha. Các bạn nếu mà gặp trục trặc gì đó thì các bạn cứ nói trên mic luôn. Thì có thể khi mà anh trình diễn cái slide này anh sẽ không có nghe được cái Rồi ok ha, mình sẽ tiếp tục. Rồi anh vừa nói xong ha, tức là khi mà mình đánh giá nạn nhân có cái nhóm vừa vào đó, anh sẽ nói nhanh lại ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ đánh giá xem là nạn nhân có tự đi lại được hay không. Thì nếu mà tự đi lại được thì mình sẽ đánh giá mã xanh. Nếu mà không tự đi lại được thì mình sẽ bắt đầu quy trình đánh giá 3 bước, là gồm có hô hấp,
tuần hoàn và thần kinh ở hô hấp thì mình xem nạn nhân là có tự thở được hay không. Nếu nạn nhân không tự thở được thì mình sẽ tiến hành khai thông đường thở. Sau cái khai thông đường thở này nè thì không tự thở được nữa thì chúng ta sẽ đánh giá nạn nhân là mã đen, còn nếu mà nạn nhân thở được thì sẽ là mã đỏ ha. Còn cái tiếp tục ngay từ đầu, nếu mà nạn nhân vẫn đang tự thở được thì chúng ta sẽ đánh giá tần số thở của bệnh nhân ha. Nhắc lại là anh nói là đánh giá tần số thở của nạn nhân chứ không phải là đếm hết một phút nha. Tại vì toàn cái quy trình start này nè, trên thực tế thì chúng ta chỉ thực hiện tầm 30 giây thôi ha. Nếu mà có xảy ra thương vong hàng loạt hay là thảm họa hay là gì đó, dịch bệnh hay là gì đó thì chúng ta chỉ đánh giá nguyên cái quy trình này là 30 giây. Cho nên cái vấn đề mà đánh giá trên phút này là chúng ta sẽ đếm và nhân lên ha. Là nếu mà lớn hơn hoặc bằng 30 lần trên phút thì sẽ là mã đỏ. Còn nếu mà nhỏ hơn 30 lần trên phút thì chúng ta sẽ tiến hành cái test thứ hai là test về tuần hoàn. Bấm cái đầu ngón tay đó. Hồi nãy chúng ta giống như là chúng ta đã thấy trong cái clip rồi đó. Bấm đầu ngón tay ha, xem thời gian đổ đầy mau mạch. Nếu mà lớn hơn 2 giây sẽ là mã đỏ. Nhỏ hơn hoặc bằng 2 giây thì tiếp tục đánh giá đến thần kinh hay là tình trạng tri giác của nạn nhân ha. Thì nếu mà tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá xem nạn nhân có đáp ứng được y lệnh không, và cái y lệnh đơn giản nhất mà chúng ta kêu là nạn nhân có thể nắm chặt lấy tay của tôi ha. Nắm chặt lấy tay của tôi, nếu mà nạn nhân đáp ứng được thì tức là nạn nhân đã trải qua được ba cái test này ok hết thì chúng ta sẽ đánh là mã vàng. Còn nếu không nắm tay được thì đến đây thì sẽ là mã đỏ ha. Đó là toàn bộ cái quy trình start này thực hiện trong vòng 30 giây. Được ha. Rồi mời em. Thì mình sẽ đếm trong vòng khoảng 10 giây rồi mình nhân lên ha. Trong vòng 10 giây đổ lại thôi, không hơn thôi. Không, mình đánh giá trong vòng 10, mình đếm hơi thở vậy thôi, trong 10 giây đổ lại rồi mình nhân lên. Được không? Chứ mình không có đếm trong vòng, không đếm trọn trong vòng 1 phút nha. Không đếm trọn trong vòng 1 phút tại vì ở đây chúng ta nhắc lại, đây làm trên hiền. Rồi mời bạn. Ừ. Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành, nếu mà chấn thương chân không đi lại được thì mình sẽ bắt đầu vào đây, đi đến tới cuối cùng để kiểm tra hô hấp, tuần hoàn thần kinh. Nếu mà bệnh nhân ổn hết thì sẽ là mã vàng. Được ha. Rồi đây là cái nội dung chính các bạn cần phải nắm ha. Quy trình này cũng có trong sách, anh cũng đã viết hướng dẫn cách hiểu trong sách rồi, nên các bạn nếu mà hiện tại ở đây chưa nắm thì chúng ta sẽ đọc kỹ lại trong sách ha. Rồi tiếp theo sẽ là phần tình huống. Đây tình huống bình thường, nếu mà chúng ta học trên lớp thì đây sẽ là một cái, sao có ai hỏi gì không? Rồi ha, bình thường nếu mà chúng ta học thực tế trên lớp á, thì đây sẽ là một giống như là một trò chơi dành cho các nhóm thôi, nhưng mà tại đây thì nó tình điều kiện không đủ để mà chơi ha, cho nên chúng ta sẽ tự mình đánh giá luôn và xem mình làm được bao nhiêu tình huống ha, mình làm có đúng hay không và mình hiểu có đúng cái tình huống đó không, để mà khi thi thì đề bài thi cũng sẽ tương tự các tình huống này và chúng ta sẽ phải phản ứng rất là nhanh ha, tại vì thi có thể là thi chạy chạm mà, cho nên một tình huống này có thể sẽ là mình một câu thì có thể là tầm 30 giây hoặc là hơn đó thôi, thì nó bằng với một cái việc mà mình đánh giá trên hiện trường luôn đó, thì phải đưa ra quyết định chính xác ha. Đề thi cũng sẽ giống những tình huống này, cho nên các bạn chú ý chỗ này ha. Đây, bạn là một nhân viên y tế thuộc đội ekip cấp cứu gồm 3 người đang có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông ha. Có cái điều kiện này thì chúng ta sẽ thỏa mãn được việc sử dụng quy trình START để mà phân loại bệnh nhân trước bệnh viện ha. Có thứ tai nạn giao thông nè. Sau khi xác định được vị trí cả các nạn nhân nhờ quan sát và hô gọi, thấy không? Giống như hồi nãy quy trình chung là gì?
Stop là dừng lại ha. Look, nhìn xung quanh. Listen là nghe. Nghe cái sự hô gọi, mình hô gọi xong mình listen, tức là mình nghe là cái sự đáp trả của nạn nhân, vị trí của họ. Và think là suy nghĩ, là sau khi mà mình đánh giá nạn nhân, mình suy nghĩ ha, đến vị trí của từng người và ghi nhận được các thông tin như sau. Hãy phân loại tất cả các nạn nhân sau đây theo quy trình start. Rồi ha, do tình huống thứ nhất, mỗi một tình huống anh sẽ để tầm 30 giây, sau đó anh mới show đáp án ha. Tự mỗi bạn sẽ suy nghĩ xem một riêng đáp án riêng của mình. Nếu mà tình huống nào đặc biệt hay là tình huống nào bạn nào có thắc mắc tranh cãi gì đó thì cứ bật mic lên ha. Rồi bắt đầu vào tình huống thứ nhất. Anh C 45 tuổi, ngồi phía sau tay lái, có nhiều vết thương trên mặt và ngực, có vẻ như anh ta đã đụng vào cần lái và tay lái, không tự thở, đã đặt nội khí quản và vẫn chưa tự thở được, mạch rất yếu. Rồi, đây sẽ là gắn thẻ màu gì? 30 giây bắt đầu ha. Rồi, đáp án nha. Ở bệnh nhân này, nạn nhân này chúng ta sẽ thấy đây, không tự thở được, sẽ là đi nhánh bên không tự thở được nha. Và mình sẽ bắt đầu tiến hành thông đường thở. Thông đường thở thì vẫn chưa tự thở được, thì chúng ta sẽ đánh giá mã đen. Mặc dù bệnh nhân, nạn nhân chưa tử vong ha, nhưng là mạch rất yếu rồi, tức là vẫn còn dấu hiệu sinh tồn nhưng không cứu được, là mã đen ha. Rồi, nạn nhân thứ hai, cô T 25 tuổi, đang ngồi khóc ở ban sau và nói rằng mình đang có thai 8 tháng, chân tê cứng và than phiền rằng mình đang đau bụng. Cô ta bị nhiều vết trầy, rách, nhịp thở 25 lần trên phút, thời gian đổ đầy mao mạch nhỏ hơn 2 giây và có thể làm theo y lệnh đơn giản. Rồi, 30 giây bắt đầu. Rồi, đáp án luôn ha. Câu này sẽ được đánh giá là màu vàng ha. Vì sao mình có quan tâm, mình có quan tâm tình trạng thai 8 tháng này không, hoặc là cô ta đang than đau bụng gì đó? Thì nói chung đây là quy trình start. Mỗi bệnh nhân, nạn nhân chỉ có 30 giây thôi, cho nên tất cả đều vào quy trình chung hết ha. Mình không có phân biệt là có thai hay không có thai ha. Hiện tại thì nhịp thở cô ấy ổn nè, 25 tức là nhỏ hơn 30, thời gian đổ đầy mao mạch cũng nhỏ hơn 2 giây và có thể làm theo y lệnh đơn giản ha. Thì mình sẽ là delayed. Rồi ha. Tình huống thứ ba, bác U 56 tuổi được tìm thấy nằm dưới xe ha, còn ý thức và có thể trả lời các câu đơn giản, có nhiều vết rách và bầm, nhịp thở khoảng 35 lần trên phút và thời gian đổ đầy mao mạch là nhỏ hơn 2 giây. 30 giây bắt đầu. Rồi, đáp án của câu này là rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào số 35 thôi ha. 35 lần trên phút thì chúng ta sẽ đánh giá được bác U này là thẻ đỏ ha. Rồi, nhiều khi còn ý thức có thể trả lời được các câu hỏi, nhưng mà mình phải làm theo đúng quy trình hết ha. Khi mà nhìn vào một cái tình huống ở đề thi, chúng ta sẽ nhanh chóng xem nạn nhân có đi lại được hay không, để đánh giá xanh hay không. Nếu mà không phải xanh thì nhanh chóng tìm ngay số lần thở. Nhớ nha, đây là một cái mẹo khi mà làm bài thi luôn đó, để mà những lần trước thì
hay có phản hồi là đọc đề không kịp, đọc tình huống làm không kịp. Nhưng mà mình phải biết được khi mà nhìn vào cái tình huống như vậy thì mình sẽ cần nhìn vào những điểm nào để mà có đáp án chọn được ngay ha. Ví dụ đóng chữ vậy nè, nhìn vô, không nhắc gì hết mà hay có số 35 thì sẽ là thẻ đỏ. Được ha. Rồi. Tình huống tiếp theo, anh M 23 tuổi tìm thấy nằm trên vỉa hè. Anh hơi hoảng sợ, vẫn trả lời được các câu hỏi đơn giản, nhiều vết rách bầm, nhịp thở 22 lần trên phút, thời gian đổ đầy mau mạch nhỏ hơn 2 giây. Anh than rất đau nhưng vẫn đi lại được. Đây. Thấy ha, giống như anh nói vừa nói xong thì ở đây nhìn ở đây thấy vẫn đi lại được, cho nên đáp án sẽ là màu xanh lá. Rất đơn giản ha, không cần phải đọc hết nguyên cái tình huống như thế này. Có khi mình sẽ nói là mình chỉ nhìn cái thôi, mình không đọc hết thì mình sẽ bỏ lỡ thông tin, đúng không? Nhưng mà thì bởi nói chung là mình phải để ý những cái mà thông tin quan trọng thôi. Vẫn đọc sơ hết và thấy được thông tin quan trọng là vẫn đi lại được. Rồi ha, mình chỉ tìm vẫn đi lại được, sau đó tìm thở, tìm thời gian đổ đầy mau mạch và tìm cái đáp ứng y lệnh. Mình tìm bốn cái đó thôi là mình đã phân loại được rồi ha. Tiếp theo, cô B 40 tuổi được tìm thấy cách xe khoảng 4 mét, còn tỉnh, than phiền rằng bị đau bụng, cô ta có nhiều vết bầm ở tay chân gì đó, không đi lại được, nhịp thở 27 lần trên phút, thời gian đổ đầy mau mạch nhỏ hơn 2 giây và làm theo được y lệnh đó ha. Khi này sẽ có nhiều thông tin nhiễu gây nhiễu trong khi mà các bạn làm bài thi, sẽ có nhiều thông tin gây nhiễu như đây. Cách xe khoảng 4 mét, xong cái ngồi phân vân là 4 mét là cô ta đi bộ tới đó 4 mét, hay là bị xe đụng văng 4 mét, hay là ngồi trên xe văng ra 4 mét, cứ phân vân lăn tăn gì hoài thì sẽ bị miss những cái thông tin ở phía dưới này ha, là 27 lần nè, thời gian đổ đầy mau mạch nè, làm theo lệnh rồi vừa đủ luôn thì nó sẽ ra là màu vàng ha. Đơn giản vậy thôi, nhịp thở, thời gian đổ đầy mau mạch và làm theo lệnh. Anh nhắc rất là nhiều lần ha, để mà tránh các trường hợp mà các bạn khi mà vào làm bài thi gặp tình huống quá nhiều chữ thì các bạn sẽ bị những cái thông tin nhiễu này gây phiền và gây mất thời gian, các bạn sẽ làm không kịp thì mất điểm. Những con này rất là uổng ha. Rồi, bé gái 6 tuổi được tìm thấy ngồi trên sàn của băng sau. Cô bé bị kích thích ói một lần, đang trở nên lừ đừ. Cô bé có nhiều vết trầy và có biến dạng phần chân phải, nhịp thở 35 lần. Đây, đọc ngay tới đây là chọn liền màu. Màu đỏ ha. Mạch quay nhẹ và còn đáp ứng y lệnh. Ok ha. Đó là các tình huống. Rồi, đó là dạ cái phần. Ơi. À, nói đi bạn. Dạ anh ơi, cho em hỏi ví dụ như giờ một bệnh nhân mà người đó vẫn đi lại được mà tần số trên 30 thì mình ưu tiên cho cái nào, màu xanh hay màu đỏ anh? Vẫn đi lại được nhưng tần số trên 30 đúng không? Dạ. Vẫn đi lại được thì đầu tiên là mình đánh giá là người ta đã đi lại được rồi thì sao? Dạ màu xanh. Mình đã gắn thẻ màu xanh rồi. Đúng rồi. Tại nó là nằm ở đầu cái quy trình trước khi mình đánh giá cái hô hấp tuần hoàn và tri giác thì mình sẽ đánh giá màu xanh ha. Đó là cái quy trình chung của người ta luôn á. Ok không? Dạ, ok ạ. Rồi. Rồi, đó là xong cái nội dung chính ha. Thì những cái phần sau đây thì anh sẽ nói lướt lướt nhanh qua và các bạn sẽ cố gắng tự đọc là trong tài liệu ha. Anh nói cái này là nội dung phụ không có nghĩa là không thi nha, nhưng mà tại vì những gì anh nói cũng sẽ trùng khớp với trong sách thôi, và để tránh mất thời gian á thì anh sẽ nói lướt qua nhanh rồi các bạn sẽ tự học ha. Về các phần mà phân loại cấp cứu tại khoa đó, thì tại khoa cấp cứu là tức là khi mà đây là bệnh nhân đã vào bệnh viện rồi thì mục đích là nhanh chóng cho hướng xử trí cho bệnh nhân theo ưu tiên ha, và phải có quy tắc là đặt bệnh nhân vào đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng lý do và đúng bác sĩ chuyên khoa. Đây là các yếu tố để phân loại bệnh nhân ở khoa cấp cứu, thì gồm có lý do đến khám, dấu hiệu sinh tồn, Glasgow, toàn trạng và khả năng đi lại ha. Ở khoa cấp cứu thì chúng ta sẽ có một chức năng kép là thứ nhất sẽ phân nặng bệnh nhân
vào các mức độ cấp cứu khác nhau và các chuyên khoa. Thứ hai là sẽ phát hiện ra những nạn nhân, bệnh nhân không nằm trong tình trạng cấp cứu và chuyển đến phòng khám ngoại trú ha. Đó là chức năng kép của cấp khoa cấp cứu. Ở đây là một số thang điểm người ta dùng để đánh giá ha. Tùy vào từng nơi, từng bệnh viện, từng khu vực mà sẽ sử dụng những thang điểm khác nhau. Nhưng mà chủ yếu người ta vẫn phân ra các mức độ ha, cấp cứu hay là cấp cứu trì hoãn hoặc là không cấp cứu. Tất cả các bản này đều có trong sách ha, các bạn theo dõi thêm. Đây là một tình huống. Đọc sơ qua là sẽ thấy là một bệnh nhân nam 55 tuổi đến phòng cấp cứu vì đau bụng. Vừa ăn nhanh gì đó hay dấu hiệu sinh tồn là huyết áp 150 trên 100, mạch 100, nhịp thở 22 và nhiệt độ là 37 độ. Cũng không có gì gọi là quá nguy hiểm đúng không? Dấu hiệu sinh tồn này cũng không có gì gọi là quá nguy hiểm. Thì bệnh nhân được gửi sang phòng chờ. 2 giờ sau thì vợ bệnh nhân báo là bệnh nhân càng ngày càng xanh và mạch tăng lên. Thì được nhân viên y tế trả lời là vẫn đang xử trí những ca nặng. Kêu bệnh nhân này chờ tiếp. Thì 3 giờ sau thì bệnh nhân này bị do tụt áp và tiến hành phẫu thuật thì mới phát hiện ra là phình động mạch chủ vỡ. Thì từ cái tình huống này chúng ta sẽ rút ra được một cái bài học là cần phải tái phân loại cấp cứu ha. Đặt ra một câu hỏi là tại khoa cấp cứu trong một quá trình thăm khám ngắn như vậy đó là có đủ tin cậy ngay lần chẩn đoán đầu tiên hay không? Chúng ta phải tự đặt một câu hỏi như vậy, bởi vậy mới thấy được tầm quan trọng của việc tái phân loại cấp cứu là như thế nào. Bệnh nhân sẽ được tái phân loại lại, đánh giá lại mỗi sau 2 giờ ha, từ lần khám đầu tiên đó, và tiếp tục đánh giá lại định kỳ đều đặn. Đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị ngộ độc ha, không rõ tiền sử chấn thương hay là nghiện các chất nghiện như là rượu hay ma túy. Một số sai lầm thường gặp ha. Thứ nhất là trong việc phát hiện và chú ý tới cái sự than phiền của bệnh nhân. Thứ hai là ghi nhận dấu hiệu sinh tồn. Thứ ba là sai lầm trong việc khai thác bệnh sử, tiền sử. Thứ tư là phân loại lại bệnh nhân lúc đầu được đánh giá không nặng. Đây là một số tình huống tăng mức độ ưu tiên ha. Phụ nữ đang có thai, người bị có vấn đề về tâm thần, người già trẻ nhỏ, người kèm theo bệnh lý hoặc là suy giảm miễn dịch, người say rượu, nghiện rượu, người quay lại phòng khám 24 giờ và history gọi là bệnh nhân quen. Ở đây bệnh nhân quen là bệnh nhân thường xuyên vào bệnh viện ha. Bệnh nhân thường xuyên vào bệnh viện nhiều lần vì cùng một lý do, cho nên khi đó thì nhân viên y tế sẽ có một thái độ chủ quan đối với bệnh nhân này. Ví dụ như một người phụ nữ trung niên thường xuyên đến bệnh viện khám vì vì tăng huyết áp hay bị than chóng mặt, đau đầu vì tăng huyết áp gì đó, thì lần nào cũng được cho là thuốc hạ áp rồi về, cho nên nhiều khi sẽ bỏ qua được những cái tổn thương thực thể ở vùng đầu ha. Đó là bởi vì một cái là tình huống tăng mức độ ưu tiên đối với bệnh nhân quen là như vậy. Được ha, đó là kết thúc bài ngày hôm nay. Các bạn có ý kiến gì thì mình bắt đầu à? Mình bắt đầu có thể chat trong khung chat ha. Rồi, các bạn có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì thì mình kết thúc buổi học ngày hôm nay ha. Rồi, cảm ơn các bạn, buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc ha.